Em xin chào các bác, đây là xe Lux A2.0 của anh nhá. Thì bác chủ xe đã tham khảo và nâng cấp hai cặp bi, một cặp laser titan palladium laser 9+3. Đấy, cặp này thì có công suất đó là 80W cốt và 90W pha. Và bác kết hợp với một cặp V30 Ultra phiên bản 2023, công suất cốt là 75W và công suất pha đó là 85W. Ngoài ra thì trang bị cho chiếc xe của mình đó là một cặp nét mí kết hợp với lại mắt quỷ bên trong đổi màu. Thì khi mà lắp bộ này, bên em toàn bộ là làm như zin luôn, sử dụng bát zin. Đồng thời kết hợp với lại cái nét mí cũng là theo dành cho Lux A2.0. Đấy, bây giờ các bác cùng xem trải nghiệm cái siêu phẩm đó là cái phần nét mí và mắt quỷ đổi màu như thế nào. Tiếp theo là em giới thiệu cho các bác về cái độ sáng thực tế khi mà chiếu lên bảng như thế nào nhé. Các bác quan tâm đến giải pháp và tạo sáng cho tất cả các dòng xe bình luận bên dưới, Kim Auto Ba Phan Đi sẽ liên hệ để tư vấn. Xin chào các bác.